Để đa dạng hóa các hình thức trong công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, sáng nay Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức họp báo phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết Trung ương 4, 5, khóa 13 và chuyên đề thực hiện chỉ thị số 05 năm 2022. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo kết luận số 21 gắn với việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhằm đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, và bài viết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhìn lại 10 năm qua, định ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó giúp cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và từng cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay, huy động cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng và phát triển thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, đồng thời để đa dạng hóa các hình thức trong công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng là hoạt động thiết thực của Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trước hết là các nghị quyết, kết luận, quy định hội nghị lần thứ 4 và lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.